chào các bác hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2021 dương lịch hôm nay em tiến hành phun thuốc uh, cho vải đây thuốc đây là thuốc uh, cắt nước để không cho vải lên lọc nhé các bác nhé loại này phun nó tùy theo lồng độ loại lồng độ mạnh thì có thể diệt lọc luôn mình phun theo cái mát nhẹ của nó thì theo hướng dẫn thì nó sẽ ngăn nước không cho nên lọc vải thì và mình tình hình là có một số cây mình khoanh sớm nên nó cũng muốn thò ra thò lọc ra thì mình phải tiến hành phun mình không muốn khoanh lại lần nữa thì mình phun bởi vì vườn của mình đa số là thanh hà mình vừa phun hết một phồm nên sau này mình sẽ xuống mình pha thêm phồm nữa mình sẽ các bạn thấy cái mát và của mình mát phun mát thuốc phun của mình để cùng nhau anh em tham khảo cái làm vải thiều để cho nó đạt hiệu quả đây mình phun loại này các bạn nhé diệt lộc vải nhãn thì loại này là có những chất là kẽm này 15.000 ppm bổ sung thêm molybden mo tức là viết tắt là mo 50 mg trên 1 kg ethanol chất này chuyên là chất diệt lọc 400 mg trên 1 cái gì đây à, còn một chất nữa viết tắt là ccc 1.500 ppm sử dụng cách sử dụng đây à, nếu mà để diệt lọc thì pha 50 ml cho 30 đến 40 ml các bác nhé đấy là diệt lọc còn để à, dùng cho 50 50 ml pha cho 6 50 đến 60 ml nước 50 ml pha cho 50 đến 60 lít nước để phân hóa mầm hoa các bác nhé thì cái này là nó tác dụng uh, thuốc này nó tác dụng là uh, diệt lộc non dụng cuống lá non ngắt nước phân hóa mầm hoa xử lý ra hoa, hoa nghịch vụ theo ý muốn thì cái này mình phun theo mác ở chữ bên dưới nhé ngắt nước phân hóa mầm hoa nhé mình không không phun uh, pha theo cái mác diệt lộc cái mác diệt lọc là 50 ml cho 30 đến 40 lít nước còn à, uh, mác uh, ngắt nước phân hóa mầm hoa thì là 50 ml nước cho 50 đến 60 lít nước các bác nhé Từ vì mình phun cái phồm 180 nên mình phun 150 ml trên để đây bác đây các bác đã nhìn rõ gọi là phân bón DG67 thì như những năm trước thì mình đã phun HTC nhưng năm nay mình chuyển mình thử dùng thuốc mới không dùng HTC nữa thì các hoạt chất thì nó cũng khác nhau một chút nhưng mà đa số tác dụng cũng là diệt lọc và phân hóa mầm hoa ngắt nước phân hóa mầm hoa à, cái này thuốc này nó đề là hiệu quả tức thì sau 5 ngày thì mình phun ngắt nước phân hóa mầm hoa này thì à, có thể tác dụng mình không nhìn rõ nhưng mà nó mình lâu dài và lâu về dài còn nếu để um, diệt lọc phun mát diệt lọc thì nó là 5 ngày sau à, lọc vải sẽ dụng hết các bác nhé thì hôm nay em phun đây thì em phun phân hóa mầm hoa đây vì lộc của em đây các bác cứ nhìn xem đa số là còn xanh như đây chỉ một số cây mình khoanh sớm quá thì nó đang thòi thòi ra muốn lên lọc mình phun để ngăn lại và những ngăn và cũng để ngắt nước cho những cái cây nó chưa có hiện tượng ra mình cũng xử lý luôn không thì để phòng hiện tượng là nắng ấm đêm thì lạnh giá rét nhưng mà ngày nắng ấm thì hiện tượng để phòng hiện tượng lên lọc nhưng mà muốn như năm ngoái thì mình khoanh lần hai, tức là khoanh hai lần. Cây tân nhà của mình mình cũng khoanh hai lần. Cây thân nhà của mình là nhà ghép vào vài thiều thôi nhé. Nhưng mà mình chuyển đổi hết rồi, không còn cành nào vài thiều dính nữa nữa rồi. Mình năm ngoái mình khoanh hai lần thì xử lý bởi vì cái cành vải thiều nó rất khỏe mình ghép thân nhà nó rất khỏe nên mình phải khoanh hai lần đây năm ngoái và cũng phun một lần HTC năm nay mình không muốn khoanh một lần nữa thì mình tiến hành mình phun Cũng cái dạng thuốc như vậy Các hoạt chất như vậy Ngăn nước lên lọc Và để phân hóa mầm hoa Mình không muốn khoanh lần nữa Thì mình tiến hành phun từ bây giờ Mà bây giờ phun cũng là hợp lý rồi các bạn ạ thì Mình tiến hành phun như vậy Để các bác làm vườn có gì Thì cứ Bình luận Hoặc là nhắn tin, gọi điện, tham khảo Số điện thoại của mình Cùng nhau chia sẻ nhé cái okay, số điện thoại của mình là 0865734612. Đấy thì mình ở uh, Phi Điền Lục Ngạn các bạn nhé. Phi Điền Lục Ngạn. Uh, mình là uh, thôn Chay. giáp uh, giáp giáp danh với thôn muối xã Giáp Sơn. Đấy, các bác uh, có gì cứ tham khảo với mình. mình uh, cùng nhau uh, uh, giao lưu uh, học hỏi các kỹ thuật làm vườn với nhau. Chứ mình không hướng dẫn hay là dạy dỗ gì ai cả Nhưng Cùng nhau tham khảo lẫn nhau thôi à, Các bác cái ủng hộ kênh và đăng ký kênh cho mình nhé Cho, cho một chia sẻ, một like nhé các bác nhé à, Chào các bác, chúc các bác uh, thành công